Trong lịch sử ông Phú Minh ta ông Phú Minh chạy nhầm nhuông là hông chi mùi cầm phư tế ngày ni mà ôn bọn hàn rau biệt thơ muốn đâm bông phu ông phu manh ông phu minh tơ linh cầm phư đã sụp nô bằng tách tay cung linh chân bê tê mà ôn phra dụ bài trúc chòm nuôn bì khăm dốc viê tự ngào ai chân phôi bàn tốt mặc hẳn bài trúc ai ất cầm bước nâng bài trúc riệp chạm hao ấy lời riệp chạm bên lại đứng mà đông mà ơn chú là hòn chia sò say tàu trôi trong nay cà rách có chú sò say tàu tàu tay bạn tốt mực đặt ẩm bờ mắt cho bạn tách đám bay ai bắn lại tuôn lỡ rùi thơ ca chờ bắn ai sắp bạn tốt mực giọt bắn lại tơ liền tắt bì tắt sạch ai lời dân thơ ca bê chi nơi mục tiêu mà đường chi mà ôn đám chơi ra này na bằng lái riêng hỏi tóc thơ tắc bà hốc mà đường đã có thao tì ra bìa bài có ai răng chứ ông cron đã âm ba tô môi ra bìa bài năng đã tắc cây bì ra bìa bài bạn tốt mắt bạn vô học bằng tật cháu bạn tật chia cầm ra chán chẳng ca câu ai cho anh vui cho ra giấc tài tật mà ơn bốc tâm pram cầm bức năng mặt tế bay cơ bé bọc mặt hai giờ tới đại tràn tật mà học bé bọc tâm mãi mà ơn lịch thọt bé đại score năng bị chèn ai là bọc sân đại cua đại công ai ở tắt tu ba nai quá chờ ba bọn lại bài trước nâng cầm bư và chọc nia rồi lùa rồi chia tam thèm thói tam cho chất rồi đặt sàn đài đây rồi phi lơ ôn mình chơi nhầm tên em mà ôn thơ nhầm hồn ảnh.